Thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 4 năm 2023, Phật giáo An Giang sẽ trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh 1993-2023. Hiện tại, các khâu chuẩn bị cuối cùng đang được các chư tôn đức tăng ni hoàn tất hướng đến đại lễ thành công viên mãn. Chùa Bình An, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang là nơi sẽ diễn ra đại lễ. Tại đây, nhiều ngày qua, những người đệ tử Phật không quản ngày đêm chung tay thiết trí lễ đài, cờ hoa, băng rôn, tất cả tạo nên khung cảnh trang nghiêm rực rỡ, sẵn sàng cho ngày lễ lớn của Phật giáo tỉnh. Với cái xưng hô là lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, được sự hướng dẫn của Hòa Thượng trưởng ban, thì trong các ban đã hoàn thành, tương đối đã ổn định, hoàn thành, lo chuẩn bị đến cái kỷ niệm trong mấy ngày tới. Để cung đón quý Hòa Thượng, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự cùng các ban ngành, lãnh đạo của tỉnh. Hiện nay là cơ bản cũng đã hoàn thành về phần trang trí, trưng bày hình ảnh, nội dung ban tổ chức, cờ, áp phích, hội trường cũng đã tương đối hoàn tất. Công tác hậu cần cũng được chư tôn đức quan tâm, những món ăn chay được chọn lựa kỹ lưỡng, hợp vệ sinh, đảm bảo thơm ngon, đậm đà bản sắc dân tộc An Giang. Hậu cần có 10 người. Mình nhắc nhở làm cho trang nghiêm, cho người ta lại người ta đừng có đánh giá mình, nhẹ nhàng nói chuyện, nhỏ nhẹ dọn ăn vui vẻ, nấu canh cù lao, kho xào hay là trộn gỏi đó, cho phải đảm bảo sạch sẽ để cho quý thầy, quý cô, quý hòa thượng đồ, thượng tọa, ni trưởng, ni sư ăn cho có vệ sinh, không được làm mất vệ sinh. Các tiểu ban thuộc ban tổ chức tích cực hoàn thành trách nhiệm được giao, từ việc trang trí hội trường, văn kiện cho đến nơi cung đón, lưu trú của chư tăng ni cùng các đại biểu tham dự đều đã được chu toàn.